Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quy chế ủy thác 250 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho chi nhánh nhằm hỗ trợ cho người dân vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, mua nhà ở xã hội. Theo đó, những hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2016 sẽ được vay gói này để trả nợ đúng hạn. Tổng số tiền ủy thác là 200 tỷ đồng và các hộ dân thuộc diện giải tỏa nhưng không nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay để xây nhà ở với số tiền ủy thác là 50 tỷ đồng. Mức cho vay được quy định cụ thể như sau. Mỗi hộ dân vay tối đa với số tiền sử dụng đất tái định cư còn nợ ngân sách thành phố nhưng không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay. Thời hạn vay áp dụng cho các hộ dân vay để trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân, lãi suất 4,8% một năm và phải trả gốc lãi hàng tháng. Đối với khoản vay xây nhà, thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Tiền lãi gốc phải trả hàng tháng, lãi suất cho vay bằng lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ theo Nghị định 100 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Mức lãi suất quy định áp dụng cho năm 2020 là 4,8% trên một năm. Đối với trường hợp nợ quá hạn, lãi suất phải trả bằng 130% lãi suất cho vay.